Hello, xin chào tất cả mọi người. Lâu lắm rồi mới lên sóng. Hôm nay ngày Tết Việt Nam, xin chúc tất cả mọi người một năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, gia đình an khang, thịnh vượng. Năm mới mọi việc đều tốt đẹp ha. Mong cho mọi người năm mới phát tài nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì trong video hôm nay mình xin nói về vấn đề là một số lưu ý trước khi xin vĩnh trú đối với các bạn mà có visa kỹ sư đó ha. Thì có 3 lưu ý như thế này. Lưu ý thứ nhất là thời gian sống ở Nhật. Thì trường hợp mà visa thông thường á, lao động á, là có tên gọi là kỹ sư tri thức nhân văn nghiệp vụ quốc tế thì thời gian sống ở Nhật phải liên tục từ 10 năm trở lên. Có một số bạn sống ở Nhật hơn 10 năm nhưng mà số lần ra khỏi Nhật, tức là về Việt Nam hoặc là đi công tác rồi đó, thì ra khỏi Nhật, nếu mà ra khỏi Nhật liên tục từ 90 ngày trở lên hoặc là ra rời khỏi Nhật từ 150 ngày trở lên trong một năm, có nghĩa là trong một năm thì các bạn đi công tác nhiều lần và mỗi lần đi vài tuần hay là 1-2 tháng gì đó, thì trường hợp này sẽ không đáp ứng đủ điều kiện để xin vĩnh trú. Vì vậy những bạn có ý định xin vĩnh trú á, thì chú ý về lịch trình đi công tác hoặc là về Việt Nam chơi hoặc là đi du lịch để mà không rời khỏi Nhật vượt quá thời gian quy định nêu trên nhé. Rồi về điều kiện thứ hai là điều kiện về thu nhập. Thì cơ bản để mà xin vĩnh trú các bạn phải chứng minh là có thu nhập ổn định tại Nhật. Cụ thể đối với những bạn độc thân á, thì thu nhập phải trên 300 măng một năm. Và nếu đã kết hôn thì nếu mà có một người phụ thuộc thì cứ một người là cộng thêm 80 măng nữa ha. Rồi mình xin nói một vài trường hợp, như hai trường hợp như thế này. Trường hợp một là đối với hộ gia đình có chồng là visa kỹ sư, vợ theo dạng visa dependent, thì dù vợ có đi làm thêm mỗi năm thu nhập trên 100 măng thì số tiền đó cũng không được tính vào tổng thu nhập của gia đình, tức là chồng visa kỹ sư thu nhập 300 lá thì vợ visa phụ thuộc thu nhập 100 măng thì cũng không đáp ứng đủ điều kiện để nộp đơn xin vĩnh trú, mà trong trường hợp này tổng cộng hai vợ chồng thì phải có 380 man mới đủ nhé. Rồi trường rồi ha, rồi mình xin nói một cái nữa là đối với trường hợp thứ hai là hộ gia đình có vợ và chồng hai người đều là visa kỹ sư, tổng thu nhập là 600 man một năm. Thì tuy nhiên có nhiều bạn ở Nhật á, thì để chế độ phụ thuộc nhiều để giảm thuế, ví dụ như ghi người phụ thuộc là ba mẹ hay chị em gì đó ở Việt Nam, nhưng mà các bạn lưu ý nếu mà cứ một người phụ thuộc là các bạn phải cộng thêm 80 man nữa, cho dù người đó không có ở Nhật ha. Thì mình xin ví dụ như thế này, ví dụ như trường hợp này là tổng hai vợ chồng là đều là visa kỹ sư và tổng thu nhập là 600 man một năm, thì chồng có ba người phụ thuộc, vợ có hai người phụ thuộc, thì tổng số thu nhập yêu cầu cho người phụ thuộc này là 5 người, tổng cộng là 400 man, thì cộng với tổng thu nhập yêu cầu của một hộ gia đình là 300 man nữa, là tổng cộng trường hợp này là yêu cầu tới 700 man lận. Tuy nhiên thì tổng thu nhập của hai người thì chỉ có 600 man thôi, thì trường hợp này không có đủ để mà xin vĩnh trú. Do đó mà nếu mà các bạn muốn nộp đơn xin vĩnh trú thì phải gỡ người phụ thuộc trước vài năm khi nộp đơn, chứ nếu mà cứ để như vậy thì không có đủ điều kiện và sẽ bị trượt, và khi mà trượt một lần rồi thì những lần sau thì rất là khó ha. Đó, người ta xét rất là kỹ. Rồi điều kiện tiếp theo, điều kiện cuối cùng thứ ba là về thuế nên kiên bảo hiểm này nọ. Thì đối với những bạn có visa kỹ sư, cơ bản là thuế bảo hiểm nên kiên các kiểu đều do công ty người ta làm thủ tục, nên mình không có sợ bị trượt hay bị trễ gì hết, không sợ bị trễ hay bị mino gì hết. Tuy nhiên á, đối với những bạn mà mình chuyển việc á, thì sau khi thôi việc công ty cũ là đồng nghĩa với việc mình không có đóng nên kiên bảo hiểm đồ các kiểu nữa, thì các bạn phải tự làm thủ tục tại si. Nếu như mà không đóng hoặc đóng trễ dù chỉ một ngày thì cũng bị xét trượt vĩnh trú, cho nên là các bạn lưu ý ha. Thì trong video này mình xin chia sẻ một số 3 điều lưu ý cơ bản nhất
trước khi nộp vĩnh trú. Các bạn nếu có muốn xin vĩnh trú thì hãy tham khảo nhé. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.